trong cái đơn văn bài tôi cũng dẫn các chuyên phải tất cả ngành nào cũng được học được bằng đôi. Đó. Và trong cái chương trình này nhà trường cũng không phải bắt ép, trong cái đơn thì họ hỏi ý kiến của mình là mình có thể lựa chọn chương trình bằng đôi, nhưng mà cái việc thực hiện đó thì là sau năm thứ nhất, lúc đó họ chọn lại mình một lần nữa, họ dựa trên kết quả học tập năm thứ nhất. Cho nên chúng tôi thấy rằng là vẫn còn thời gian, bây giờ cái chuyện quyết định rất là quyết định, nên chú ý liền ví dụ mà chọn năm cái vị học đầu tiên, sau đó học năm thứ nhất rồi ngã ngủ kết quả như thế nào rồi, nhất là qua một kỳ một sẽ biết được lượng của mình, thì chúng ta sẽ tính tiếp cái khả năng thi bằng đôi. Ở đây cái khái niệm bằng đôi có nghĩa là hai bằng cử nhân hoặc là có một chuyên trình của họ là master về business admin mà là cộng với chính sách công, thạc sĩ chính sách công, nghĩa là một bằng cử nhân cộng với một bằng thạc sĩ mà chỉ trong vòng 5 năm. Thì đó lại là một vấn đề khác. Thì chúng tôi xin đề nghị là ngoài vấn đề bằng đôi thì các em nên chú ý là cái chuyện mà gọi là học các cái chương trình mà joint degree là giữa AUS với các cái trường nước ngoài, ví dụ như tôi kể cộng sinh viên máy đó, là học cái chương trình liên kết với hệ thống Raleigh, hệ thống Đại học Khoa của bên Pháp, và chỉ học một năm ở AUS, sau đó 2 năm liền là bạn có thể học ở Paris. Và đến năm thứ tư bạn về đó thì đã là học master của AUS, chứ không phải là khởi điểm. Cái bằng của bên Pháp á, khi bạn đạt được cái hệ thống Raleigh Pháp thì cái lúc mà ra trường cái bằng đó thì tương đương với thạc sĩ. Cái hệ thống bằng cấp của Pháp nó có khác với những cái lúc đó tiếng Anh. Và cuối cùng là bạn có 4 năm thì đã lấy được bằng thạc sĩ. Về là có luôn trong coi như là hai bằng thạc sĩ, là thạc sĩ của Singapore và thạc sĩ của Pháp. Thì bây giờ tôi nghĩ là các bạn nói cũng kể là phải chứng tiếng AUS đi. Sau học kỳ 1 người ta mình có thể chọn được những cái chương trình nào. Sở dĩ tôi xin nói thêm là bạn đó tại sao chọn cái chương trình Pháp là bởi vì bạn đó ở Đà Lạt và học chương trình song ngữ về Pháp. Và đó cũng là cái sau cái trường hợp cái bạn đó là không học bằng tiếng Anh, nhưng vì học chương trình song ngữ về Pháp, Pháp có tài trợ cho khoảng 200 cái lớp trung học trên cả nước học chương trình song ngữ về Pháp, thì bạn cũng phải đi thi mà thi bằng tiếng Anh, nhưng vì bạn đã nắm được vững cái thuật ngữ, tại vì ngôn ngữ tiếng Pháp và tiếng Anh ở trong vấn đề khoa học về tiếng như nhau đều là tiếng Latin, cho nên bạn học nó bắt được. Và đó là cái người giống như bây giờ mình được coi là một cái tấm gương, và chính nhờ vậy mà nhà trường AUS là thay đổi một cái điểm nhỏ cho những cái tuyển sinh là không nhất thiết phải học chương trình tiếng Anh với nộp đơn về AUS, thì cho phép là trong cái hồ sơ tuyển sinh thì có thêm cái cột đó là nếu học bằng tiếng Pháp thì ghi điểm cho công nhận điểm tiếng Pháp như là điểm tiếng Anh luôn, vì họ có một minh chứng là một sinh viên Việt Nam đã làm được chuyện đó. Mới đây nhớ chúng tôi tuyển sinh chúng tôi ra Hà Nội thì đã có thí sinh là học bằng tiếng Nga đến hỏi chúng tôi về vấn đề đó, thì nhà trường đang nghiên cứu xem qua là học bằng tiếng Nga thì có thể được lên họ có thể xét như cái chương trình tiếng Anh được không, có thể mời để theo. Còn nếu học bằng tiếng Hoa thì họ xét theo chương trình Trung Quốc là đi riêng đi cùng với Trung Quốc. Vì nó theo cái bằng cái chương trình đó, còn lại cái bằng khác bằng tiếng Anh, còn bằng tiếng Việt thì họ cũng thích tiêu. Vì nói đó để cho chúng ta thấy rộng lượng là thực sự các em vẫn còn rất nhiều cơ hội, chỉ có điều là có khi là mình gọi là gì too much thì cái gì đó đại khái nó nhiều quá, là nhiều khi mình cũng cần tiêu, mình cũng thấy nó, cho nên đó là mình chọn lọc lại cái nào mà vừa sức mình làm nhất. Em nói cái chương trình MBA thì em được biết là MBA thì vừa rồi bạn em là bất cứ lúc nào ngành nào cũng chắc là MBA được rồi, thì em muốn hỏi là em là có thể dùng cái học ngành công nghệ sản xuất không, thì nguyên văn Dũng ở đây là Dũng học về công nghệ sản xuất, thì khi mà học qua MBA thì có khó khăn gì không? MBA thì thật ra thì MBA á nó cơ bản nó chỉ là anh cung cấp cho những kiến thức mà để em làm cái giám đốc cho nó tốt hơn phải không? Thế thì thật ra cuốn thật hết thì em không cần học MBA, em cũng phải có những kiến thức đó trong thời gian dài như thế nào. Nhưng mà đương nhiên có những kiến thức đó thì em biết được cũng dễ học hơn vậy không? Thế thì
không vượt mặt MBA để từ học MBA thì yêu cầu em phải đi làm vài năm để có kinh nghiệm nhận thức là nó đẹp gì không, chứ không phải là học MBA. Nhưng mà nếu mà background về information system là không biết về finance hoặc là không quan trọng. Tức là MBA á, nó một cái tên hoặc MBA nó nếu mà đi công ngành thì là học MBA thật ra nó là kinh tế để không có lỗi nha, có thể mình cũng hơi sai. Tức là MBA thì nó là một số người nói đùa MBA là kinh tế để cho dân không chuyên, tức là dân không phải chuyên ngoại học, tức là dân học từ các ngành khác, dân không phải đi học về kinh tế. Nhưng mà thật ra mình biết là bản thân dân kinh tế đó, để muốn được lương cao hơn á, họ có thể nói họ kinh tế qua dân MBA. Thì thông thường thì ở Mỹ á, thì ở hơi cả ví dụ như ở Mỹ thì là nó thống kê là MBA xong rồi lương sẽ phải học đô. Thì tôi lúc này, tôi sau khi có MBA xong rồi lương phải học đô. Dạ. 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 Cái MBA thực ra là nó cũng trống là để cho vừa học vừa làm. Cái MBA đó thì cũng là rất là khó xin học bổng. Là tại vì thì giống như các ngành khác á, nếu mình học thạc sĩ, tiến sĩ á là mình đang đi làm thuê cho nhà trường. Nhưng mà riêng MBA á, mình học xong á mình lại được tiền. Do đó là bản thân MBA rất khó xin học bổng, nhưng không học bổng đâu. Ôi, mà phải tự học tiền túi là mình đã khác. Đã thì chắc bao nhiêu đâu cô, tại vì học nếu học phí MBA và đạt thì đúng rồi, có nhiều cách xây sở chịu được cái xíu thì mà nhưng mà cái MBA thì mình cho hỏi cái gì, ví dụ như Việt Nam ấy thì những người học tiền không phải về kinh tế mà học MBA thì học năm môn chuyển đổi, năm môn về kinh tế, rồi kinh tế vĩ mô, kinh tế vĩ mô, rồi sự kinh tế rồi gì gì hết năm môn để mà chuyển đổi để sau đó mới được học MBA. Thế thì lên thêm thế thì chắc là không có được đó. Không được đó. Tại vì thực ra cái môn đó bây giờ đi làm thời gian dài cái môn đó mình gì học nó mình cũng hiểu chuyện đó rồi. Hai hệ sinh nói ngay là hai hệ thống khác nhau vậy. Thật ra trên các thế giới có nhiều cái khác học MBA, nhiều chương trình MBA, ví dụ có những trường đại học yêu cầu là phải có pre MBA, đúng không? Nhưng mà hiện giờ đối với NUS thì họ có cái trường NUS Business School thì có cái MBA. Thì đầu vào MBA là thế này, mình phải thi điểm GMAT loại khá trở lên, phải nhớ lòng là 750 điểm trở lên. Đối với sinh viên mà không học bằng chương trình tiếng Anh, không phải là người bản ngữ thì phải có điểm TOEFL là 100, 100 hoặc là IELTS 100. Có 2 năm kinh nghiệm làm việc tối thiểu, không tính thời gian là đi làm hoặc thai hay là mở công ty mà trước khi ra trường thì tính chính thức anh kia làm việc. Còn cái điều nữa là phải qua một cái cuộc interview chứ không phải là không interview. Một cái nữa là phải có thư giới thiệu, thư tiến cử tính chất là của một giáo sư hoặc là và thư của một người trong cái giới làm ăn kinh doanh biết mình không được làm chủ mình. Đó là những cái điều kiện tối thiểu. Thì chúng tôi có cái thông tin về cái chương trình này, chơi cái đồ xuân mình còn đúng không? Hoặc là mình có thể lên trang web. Cũng xin bổ sung thêm Dũng, bởi vì thời Dũng thì có thể là MBA ở AWS ở Thành phố. Nhưng mà hiện giờ thì mới nhất là cách đây 2 hôm chúng tôi mới làm cái báo cáo đó, thì hiện giờ học bổng của MBA AWS là có 5 nguồn học bổng. Mỗi năm có những năm họ cho đến khoảng là 18 suất học bổng cho Việt Nam. Tuy nhiên đầu vào rất là cao, cho nên là năm rồi thì chỉ còn năm rồi là trúng tuyển mà học bổng hoàn toàn là 2 người. Và chúng tôi nói là riêng tiền học phí là 47.000 đô la Mỹ chọn khóa 17 tháng, bao gồm cả tiền học phí và tiền đi trao đổi trong cái thời gian đi học trao đổi với khác là 1.000 đô la Mỹ. Thì mỗi tháng là khoảng 3.000 đô la tiền. Do vậy, mà rất là lạ là cái chương trình MBA đó thì cho đến nay thì không có nhiều bạn sinh viên bạn Việt Nam mà tại NUS apply, mà lại là sinh viên ở Việt Nam apply, những người đi làm ở Việt Nam apply. Thì tôi đoán là có lẽ là sinh viên ra trường nhân dụng thấy là bao nhiêu tiền.
công ty thì cũng được rồi đó, dạ, cũng năm ba bị được, dạ, thì chúng ta vẫn có nhiều ngày đường để đến. Còn tôi xin góp thêm cái ý là học MBA để làm gì, em dùng rất là thực tế, MBA các bạn đi làm hãng sửa thì có thêm được vẫn lương. Còn thật ra cái bộ trận ở Việt Nam đó là nghĩ rằng là chúng ta đi học MBA là để thứ nhất là ngoài chuyện vẫn lương nha, thì là cái chuyện là chúng ta giống như là một cái khẳng định là chúng ta là một người giám đốc nhỏ ở Việt Nam có và đây là cái chương trình đúng như dự đoán là dành cho những người không học cái chương trình cử nhân về kinh doanh. Và trong thực tế thì cho thấy đó là cử nhân về kinh doanh nó chưa chắc ta là kinh doanh tốt. Chúng ta cứ xem cái gương ông Bill Gates, Steve Jobs, hoàn toàn hai người này không hề là nhân học kinh doanh bằng gì đâu. Ông Bill Gates là bỏ lỡ học Harvard, nhưng bây giờ ông quay về Harvard thì là phải giao học tiến sĩ. Và những người đó mới là những người giỏi về kinh doanh. Cho nên tôi xin đề nghị các bạn xem, nếu ai nghĩ rằng mình đã đi học kinh doanh để làm kinh doanh, lúc nào mà các sinh viên đầu tiên được trong máu chúng ta có máu kiếm tiền không? Nha. Có thể bây giờ chưa máu kiếm tiền nhưng mà dài năm ba năm nữa mới nuôi cái máu này thì mới đi học kinh doanh. Tại vì nếu có máu kiếm tiền thì học ngành gì cũng có thể kiếm ra tiền, người ta sử dụng học computer là đúng, anh biết computer được tiền, anh biết software là tiền. Chứ còn bây giờ người ta đi thuê cái người đó để làm giám đốc đó, thì người ta đi thuê cái người có kinh nghiệm làm việc, chứ không phải là người ta thuê cái người có bằng em nghe. Cái đó không phải là yếu tố hành động. Tất nhiên là yếu tố cạnh tranh thôi, là bởi vì nếu như một người có 5 năm kinh nghiệm làm việc rồi lại có thể bằng em nghe thì ta rất cái hành động. Nhưng mà nếu chỉ có em nghe không thôi thì tôi đề nghị là chúng ta có thể kết thúc ở đây. Thì anh chị có hỏi thêm một vài câu hỏi riêng với anh Dũng, đây thì xin cho chàng vỗ tay.